con gái mà lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con. Đấy không được, không được. Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được. Không, tức là cần đi mua. Đây là tờ 50.000 em đặt băng. Cái này là em muốn 50 tờ tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời, hợp lý nha. Anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi. Anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Mời nhà trai. Hú hé quá, mình đây tò mò quá. Cầm đây ơi. Mình giới thiệu đi nhà gái. Con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Diễm, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Năm nay em 25 tuổi. Em quê ở Tây Ninh. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Tây Ninh luôn. Công việc hiện tại của em là quản lý siêu thị Bách Hóa Xanh đó chị. Bây giờ mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nè. Xin chào anh Cạch Quyền Linh và chị Ngọc Lan và chị chào bạn nữ bên kia. Em xin giới thiệu là em tên là Kim, Bùi Hoàng Kim. Năm nay là 33 tuổi. Hiện tại là em đang kinh doanh tự do bên ngành mắt kính. Quê quán thì em ở Thái Bình, còn em sinh sống và làm việc tại Hậu Giang. Mua bán mắt kính hả? Không, em kinh doanh ngành mắt kính. Ngành mắt kính tức là mình mở cửa hàng riêng hay sao? Tiệm mắt kính. Bên kia là quản lý nhân viên ở siêu thị, bên là chủ cửa hàng mắt kính. Hai người hợp tác nhau được đó. Em gái ơi, nó hơn khá tuổi chút xíu, em thấy được không em gái? Dạ, thưa chú thì con không có quan trọng tuổi tác chú ơi. Mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nghe coi nè. Ưu điểm của con thì đầu tiên là dễ ăn dễ ngủ á chú. Luôn có trách nhiệm với những cái công việc mà mình làm hoặc là mình phụ trách. Rồi ưu điểm cuối cùng là do con làm trong siêu thị á, thành ra mấy cái việc như là lựa rau nè, làm cá nè, mấy cái đó con làm được hết. Tháo vát quá trời. Nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là hiền lành, dễ nói, gặp ai cũng nói chuyện được. Nhưng mà Thái Bình sao mà vô tới Hậu Giang lận? Dòng đời xô đẩy. Cái này xô hơi mạnh nha. Ở dưới thì em ở với ai? Hiện tại em ở một mình, vào đây một mình luôn. Mà sao không vào thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thẳng Hậu Giang luôn? Em vào rất nhiều tỉnh rồi. Có nhà riêng ở dưới hay mình thuê? Cái đấy là em đi thuê tiệm, mở tiệm ở tại tiệm luôn. Lúc này mắt kính làm ăn khá không? Nói chung là mắt kính vẫn thua nhiều ngành nghề khác anh ạ. Không có thua đâu, lúc này người ta đến tiền anh. Nhiều quá người ta bị mờ đó. Nghe tới nhiều người ta chắc làm ăn cũng khá ha. Không, mấy cái ngành nghề khác thì làm ăn tốt hơn, ổn hơn. Em chỉ mức đủ sống. Bây giờ lấy vợ, chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Em thì chuẩn bị từ ba mấy năm rồi, chứ không phải đến bây giờ. À đó. Nhà trai tôi lý lịch trích ngang là vậy đó, nhà gái thấy sao? Nói chung thì có chí thì nên thôi. Bây giờ mình hỏi về tình trường đi. Em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình rồi chị, dài nhất là 1 năm. Sao chia tay? 3 mối tình em chia tay đều là yêu xa á chị. Rồi bây giờ người Tây Ninh còn người Hậu Giang. Thật ra trái ngược nhau luôn á. Thật ra thì em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Trời ơi. Em về Tây Ninh hồi đầu tháng 6. Em ở dưới Hậu Giang 3 năm. Sao tréo ngoan quá vậy? Mấy bạn giống như chơi rượt bắt nhau vậy đó. Dạ chào chàng trai. Chào chị ạ. Bên kia người ta yêu xa nên người ta chia tay đó. Mình tính làm sao, mình có dọn qua Tây Ninh không? Tại vì tiệm em nằm một chỗ để dọn cũng hay mình kéo khó. Người ta về. Chắc là kéo người ta về. Tại ngày xưa người ta cũng ở Hậu Giang mà. Vâng. Bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì 4 mối tình. Toàn cấp 2, cấp 3. Chia tay do tính em nhút nhát quá. Nhút nhát quá. Còn mối tình thứ 3 thì mới cách đây tầm 6 năm. Tại vì cô đấy cũng quen mình nhưng không biết là mình là người thứ 3 lúc nào. Đoạn trường còn quá. Người thứ tư thì do cô ấy kém với chênh lệch tuổi quá nhiều, ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào cũng chia tay, nói chung là mình đây kém tới 8 tuổi rồi nữa. Không, kia kém đến 14-15 tuổi rồi. Ô là con rất là trẻ luôn. 25 tuổi hả, là sinh năm mấy ta? Dạ con sinh năm 97 á chú. 97 hả? Dạ. Ba mối tình chắc có kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm nè ha. Hay gì chứ, đâu có kinh nghiệm gì đâu chú. Bây giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Ngoại hình thì con thích bạn nam cao hơn con. Cao hơn? Cao. Tại vì con có 1m52 à. Bạn kia 1m53. Bạn kia 1m53.
Dạ. Nói là cao hơn cũng khóc quá. Dạ, rồi con cũng thích bạn nam hơi mập mập một chút. Ừ, nó cũng hơi mập chút à. Gần mập thôi. Ừ. Dạ. Mập cỡ chú được không con? Dạ, được, cũng được cái chú. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Gì nữa? Bạn nam thì không cần trắng đâu, cũng không cần đẹp trai lắm. Nó cũng không trắng mấy, yên tâm, yên tâm. Con thích bạn nam về tính cách thì con thích bạn nam vui vẻ, dễ gần. Bạn này có đó. Bạn nam không hút thuốc, nhưng mà đi nhậu thì được chú. Sao, có hút thuốc không? Không. Chưa từng hút thuốc. Có nhậu không? Cái đấy thì người ta mời thì công việc thì... Đó, được. Gì khó hơn đi? Không có tính gia trưởng á chú. Mình nó hiền mà. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Con muốn giống ba con. Ba con luôn dành những điều tốt nhất cho con. Coi như là bạn trai con phải chăm sóc con như là ba con chăm sóc con vậy đúng không? Rồi, bài khá nó vậy đi. Con gái mà, lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con. Cái đấy không được, không được. Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được. Không, tức là tình yêu thương mà. Yêu thương trọn đời luôn á. Là không bao giờ gọi là... Không bao giờ làm tổn thương. Làm tổn thương hơn con gái của mình. Em chưa bao giờ làm tổn thương con gái. Những người người ta toàn tự chia tay, em chưa làm tổn thương người nào hết. Rồi. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Hả? Nói lên nói chị cho vui thôi, chứ còn thực sự thì em mẫu hình lý tưởng thì không cần thiết nhiều. Chỉ người cô gái nào hiền lành, dễ tính, lo cho gia đình là được. Bên đây á, thật ra nè, gương mặt cũng rất là xinh nha. Cười tươi như chị Ngọc Lan luôn á. Vậy cái điều gì mà em không thích ở phụ nữ? Nói nhiều quá, nói nhiều là em đau đầu. Phụ nữ nào cũng hay có nói là tại mình không làm đó, rồi mình ta nói thôi chứ gì. Chị nghĩ là em nên tập làm quen với những cái âm thanh sống động như vậy ở trong gia đình. Tại vì cái cô tình trước nói em chịu không nổi. Nó mà chịu không nổi. Thật ra đó em phải quan điểm này nè. Giọng nói của người phụ nữ trong gia đình là âm thanh vàng đối với tất cả những người đàn ông. Phải quan điểm vậy thì... Đó là kim chỉ nam trong cuộc sống mà em. Mà người ta nói toàn đến 3-4 giờ sáng thì em còn kinh doanh, không ngủ thể ngủ được. Còn phải suy nghĩ, không thể nào ngủ được. Vậy là em mệt rồi. Bây giờ em về em có chiên nghiệm câu quanh nè nha. Gần như tiếng càm ràm nó trở thành một sự yêu thương trong mỗi gia đình chúng ta rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, em trai đi với ai? Em đi với cháu, cháu em. Cháu gì mà bự dữ vậy? Cháu chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Ngọc Lan. Thì cháu tên là Giang, cháu là cháu của chú Kim. Thì hôm nay đến đây để cổ vũ tinh thần cho chú Kim. Để chú sẽ tìm được một người vợ. Nói chung là khi mà nghe câu đầu tiên á, nói là cho phép cháu gọi là cô luôn nha. Tại vì cháu đồng ý luôn rồi. Thì cái câu đầu tiên mà nhà gái nói là làm ở Bách Hóa Xanh á, thì cháu thấy ok rồi đó. Tại vì cháu cũng làm trong tập đoàn MWG Thế Giới Động á. Bách Hóa Xanh là một phần của Thế Giới Động. Thì những cô gái mà làm bên Bách Hóa Xanh á, thì rất là chăm chỉ, chịu khó. Cái ngoại hình của cô bên này thì cũng rất là xinh gái nữa. Tính cách lại hiền hòa, hoạt ngôn nữa. Rồi vui vẻ thì có thể bù qua cho chú của cháu. Chú của cháu thì khá là nhút nhát, nên là hai người có thể bù trừ cho nhau. Đó. Chú Kim ơi, cháu có một lần nhắn gửi, nhớ giữ nha, bấm nút liền tay luôn cho chú ha. Hôm nay gia đình chú Kim đi đông không? Gồm có cháu và anh chị em bạn bè kế bên này với lại ở bên kia nữa. Cổ vũ nhiệt tình luôn ạ. Trời ơi, quá trời đông. Chú Kim có tật xấu gì không cháu? Chú Kim có tật xấu rất là, hồi nãy chú có nhắc là chú cực kỳ nhát gái luôn, cầm tay cũng không dám. Vậy mà chú năm mối tình nặng á. Cháu cũng không biết là năm mối tình nào nữa, không biết được bao lâu. Chú thì rất là dễ thương và chịu khó. Từ nhỏ là chú đã bươn trải một mình rồi, tự tay gây dựng lên sự nghiệp. Chú nói là đủ ăn thôi, nhưng mà cháu nghĩ là chú có thể lo cho gia đình rồi xây dựng cái tương lai vững chắc đấy. Bây giờ có thể gọi là chú Kim là ông chủ đó. À, yeah. Hay quá. Rồi, cảm ơn cháu rất nhiều. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ, hôm nay em tới đây với em gái ruột của em, với lại là hai người bạn đại học á. Dạ, con chào chú Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh. Dạ, em là Thúy, là em của chị Diễm. Nãy giờ ngồi bên đây thì thấy anh bên đây rất là hiền, dễ thương. Anh ơi, chị em bề ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra thì chị em rất là yếu đuối, không biết là anh có thể che chở cho chị em được không? Trả lời liền. Bao giờ cũng che chở được, mình làm trụ cột gia đình.
Rồi ví dụ như là chị em thì muốn định cư ở Tây Ninh luôn á, thì không biết là anh sẽ như thế nào ạ? Dù định cư đấy, tại vì cửa hàng anh một rời đi một tỉnh khác thì nó rất mất một thời gian. Ở đấy có điểm đẹp thì anh sẽ dự định về đấy. Em hy vọng là chị và anh thì có thể là tiến xa hơn. Cảm ơn em. Thật ra cái này là chuyện lập nghiệp á, nó cái chuyện dời đi ở đâu nó không quan trọng. Quan trọng là mình có yêu người đó hay không. Chỗ nào có nhiều tiền mình ở đó, chỗ nào phát triển kinh tế tốt mình ở đó thôi. Và chỗ nào có tình yêu là có sự thành công. Đúng rồi. Đơn giản vậy thôi. Rồi, mở rào. Chương trình anh chưa chuẩn bị nhiều nên tặng em món quà. Cảm ơn em. Bao nhiêu tờ? Đây là tờ 50.000, em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ. Tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời, hợp lý nha. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Ở trong này là một cái móc khóa có hình con gấu. Anh mang theo nó. Dạ, coi như là kiếm với em. Cảm ơn em. Kiếm mở con gấu màu hồng ra cho mọi người xem. À, em cũng có một con nữa. Một con của em màu nâu. Cặp à? Dạ. Em hợp ý quá. Dạ. Các bạn cảm nhận về lần đầu tiên gặp mặt đi thế nào? À, em thấy gặp bạn gái là khá dễ thương. Đây là người lý tưởng của em. Em thì cũng rất là ấn tượng với anh. Tại vì nhìn anh thì trẻ hơn so với tuổi. Hồi nãy lúc mà nghe giới thiệu tuổi thì em cũng bên này cũng nghĩa lớn rồi, trưởng thành. Nhìn lại thì cũng còn trẻ lắm anh. Dạ. Cảm ơn em. Nói chung mấy người lớn tuổi người ta cũng trẻ hơn với tuổi nhiều lắm á con. Chú cũng vậy, chú cũng trẻ hơn tuổi nhiều. chú là lúc nào cũng trẻ mà chú. Ui, cảm ơn ngon. Mát lòng mát dạ, chú chủ yếu nói nhiêu đó để người ta nói lại thôi. Bây giờ mình nói chuyện hẹn hò đi. Anh cho em hỏi là anh ở ngay thành phố Ngã Bảy không? Anh ở thị trấn Kinh Cùng. Hồi trước em làm ở Bách Hóa Xanh, thị trấn Kinh Cùng á. Anh mua hàng hóa trong đấy rất nhiều. Dạ, không biết là anh có gặp em không ha? Cái đây anh chắc chưa, là gặp rồi chắc đó. Anh có câu hỏi nào hỏi em không? Thì gặp em anh thấy anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi, anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Bước tới chủ động nắm tay cô gái đó. Đó, tới lúc nhát rồi nè. Đó. Anh mời em đứng lên nè. Dạ. Anh mời em đứng lên nè. Nắm tay, nắm tay. Nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vô mắt cô ấy, coi coi cận mấy độ, coi coi mắt nó có chinh miếng nào không, có thay đổi gì không. Tâm bạn này ok rồi em. Nhìn thẳng vô mới biết chứ chưa. Dạ. Mắt đẹp không? Rồi, khá đẹp ạ. Coi kỹ chưa? Dạ, coi kỹ rồi ạ. Hát tặng cô ấy một bài đi. Dạ. Anh đến quê em một chiều nắng ngâm, khúc hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế. Một em gái rất là hiền hậu, một chàng trai rất là bản lĩnh, một người ở Hậu Giang, một người ở Tây Ninh, nó khá xa, nhưng khi yêu nhau chắc chắn nó sẽ gần. Sau 3 tiếng đếm chúng ta suy nghĩ và bấm cái nút đó là xong. Bấm hết rồi. Cô gái bên đây cũng bấm luôn rồi, chưa kịp đếm. Vậy thì hai người nắm tay nhau luôn đi. Chúc mừng các bạn. Nào hãy đan tay vào với nhau. Đó, thấy chưa? Được không? Được.
ba mẹ em gái đang theo dõi câu chuyện này. Mình xin chào hai bác, mình cảm ơn hai bác gì đó. Em xin chào hai bác, cho hai tụi con quen nhau. Con hứa sẽ chăm sóc các bạn thay cho cha của bạn ấy suốt cuộc đời này. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Đây là những phần quà dành cho hai bạn. Con gấu màu hồng và con gấu màu nâu. Để nó quấn quýt nhau suốt cuộc đời nha. Nào. Cảm ơn hai bạn. Em cảm ơn chương trình. Xin chúc mừng, như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Còn bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Cao một chút ạ. Một chút là bao nhiêu? À, khoảng 1m7. Mà 1m7 mà kêu bằng một chút. Dưới 1m7 được không? Không, em thích cao cơ. Em thích như rút vào chui rách ấy. Hả? Thì em cùng với ấy hùn lại mua một ngôi nhà nhỏ nhỏ, dễ thương hai người cùng ở. Nhưng mà những cái khoản mà lớn quá ấy, nghĩ là con gái nên phụ một phần thì là nó sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như cái gì là lớn quá? Như là mình tổ chức đi xa thì mình ở nhà nghỉ khá lâu. Thì nên hai người phụ nhau giúp. Em tên là Lê Bật Hoàng, năm nay em 27 tuổi. Em đến từ Thanh Hóa. Em đang sống và làm việc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Em là nhân viên văn phòng. Công việc chính của em là điều độ vận tải. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Anh Quyền Linh cùng anh chơi bên cạnh ạ. Cùng quý vị khán giả, em tên là Nga, năm nay 25 tuổi. Quê em ở Thái Bình, em đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh ạ. Là mình làm công việc gì? Em làm nhân viên văn phòng chị. Bây giờ mình giới thiệu chút xíu về cái con đường tình trường. Mời bạn gái. Trải em trải qua hai mối tình ạ. Mối tình thứ nhất thì là thời học sinh cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 1 năm ạ. Lý do tại sao mình chia tay? Có thể cái anh đấy là hơi tiết kiệm quá rồi. Tức là keo kiệt đó hả? Dạ. Rồi gì nữa? Hơi gia trưởng anh. Gia trưởng và keo kiệt. Bạn trai bên kia có keo kiệt với gia trưởng không cái này? Không chị ơi. Rồi bên kia hai mối tình, bên đây mấy mối tình? Dạ em cũng hai mối tình anh ạ. Hai mối tình luôn. Rồi bạn gái mình có ưu điểm khuyết điểm gì mình giới thiệu cho bạn trai nghe luôn. Dạ ưu điểm của em chắc vui vẻ hài hước. Tính trẻ con ạ. Còn nhược điểm thì nấu ăn hơi dở chị. Rồi mình đặt ưu điểm ra. Ưu điểm khuyết điểm thế nào? À ưu điểm của em thì là dễ tính, dễ nuôi, dễ thích nghi cuộc sống, sống khá tự lập, em có chút hài hước, biết nấu ăn và có thể làm công việc gia đình. Rồi giúp bạn bên kia được, bạn kia nấu ăn không ngon. Cái khuyết điểm thì tính em hơi trẻ con ạ. Rồi bên kia cũng trẻ con, đây trẻ con. Rồi thành cái nhà trẻ luôn. Mình có đặt ra tiêu chí tìm bạn trai làm người như thế nào không? Dạ ngoại tiêu hình. Chí ngoại hình thì cao một chút ạ. Một chút là bao nhiêu? Khoảng 1m7. Mà 1m7 mà kêu bằng một chút. Dưới 1m7 được không? Không, em thích cao cơ. Em thích như rút vào chui rách ấy. Hả? Dưới một chút được không em ơi? Dưới một chút thì cũng phải 6, 7, 6, 8 gì đấy. À, không, em 6, 9 chắc là hợp đấy. Em thích gì? Nói lại. Giống như được che chở chị. Mình chui vào. Chui vào nách à? Chui vào đó làm gì? Không khí nó không có khoáng đãng. Chui vào đó nó tình cảm chị ạ. Chui vào đó ổn không em? Ổn chị ạ. Nhưng mà em hơi bé, hơi nhỏ nhỏ con ạ. À. Cái chuyện nó không quan trọng mà cái không khí nó có ổn không? Em nghĩ là ổn đấy ạ. Ổn mà còn có suy nghĩ nữa ha. Bạn trai thì mình có đặt ra mẫu bạn gái lý tưởng của mình đi tìm như thế nào không? Dạ có chị ạ. Em thích một cô gái da trắng, người đầy đặn một chút xíu ạ. Thích có răng khểnh hay là má núng thì tốt quá. Về tính cách thì cô ấy vui vẻ, hài hước, có sở thích mặc váy, có một chút hiện đại cũng như là một chút về truyền thống. Tại sao lại thích mặc váy? À, tại con gái mặc váy thường nó dễ thương. Dễ mà không thích gì người phụ nữ? Em không thích người con gái ấy, mà dành thời gian cho chiếc điện thoại nó có nhiều ấy. Kiểu là cô gái ấy là sống ảo quá ấy. Là em sống không ảo. Dạ. Còn gì nữa không em? Em nghĩ vậy thôi ạ. Rồi. Mình cũng đặt ra nhiều tiêu chuẩn quá ha. Dạ chào chị ạ. À, dạ chị chào bạn. À, cảm ơn em. Bây giờ nếu mà tiến tới hôn nhân thì bao lâu nữa thì được nè? Em nghĩ từ 1 đến 2 năm. Tùy thuộc vào mức độ tình cảm của hai người tiến tới đâu. Lấy nhau thì mình định sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Cái này thì phụ thuộc vào cả hai người. Nếu mà cô ấy thích về quê thì em đã có nhà, có đất. Cô ấy thích kinh doanh thì em sẽ tạo cho một cô ấy một cái cửa hàng để kinh doanh. Rồi. Còn nếu mà muốn ở Sài Gòn chẳng hạn thì em cùng cô ấy hùn lại mua một ngôi nhà nhỏ nhỏ, dễ thương hai người cùng ở. Nhiều đó thôi, nghe được vậy thấy có cái chí hướng ổn định, hướng ổn định có đó. Kế hoạch là được rồi. Ha, rồi. Có chuẩn bị nghe rồi ha. Dạ. Cái này được. Muốn về quê hay là muốn lập nghiệp trong Sài Gòn? Chắc em muốn lập nghiệp đây à. Chào em. Ôi chào anh.
là muốn về quê cũng được, ở trong đây cũng được. Dạ. Anh đã có định hướng sẵn hết trơn rồi. À. Nhưng mà sớm nhất là khoảng bao nhiêu có thể, anh có thể tiến tới được? Em chắc 1-2 năm nữa. Thích mấy đứa con? Chắc càng nhiều càng tốt anh. Hả? À, cái này thích đó. Nổi không? Sao bạn trai? Em thích ạ. À? Dù gái hay trai chỉ hai là đủ thôi. Nha. Dạ vâng. Được đấy. Anh thấy bên đây ổn không anh? Em. Ổn. Ổn ha. Hôm nay mình đi nhà gái mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em đi cùng anh họ và bạn anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cùng à, chào anh họ. Chào anh. Chào. Chào. Nói chung thì nhìn bạn thì cũng được tiêu chuẩn, thì em gái thì chắc cũng tầm tầm vậy. Nói chung là ok. Tầm tầm mấy nhưng mà ok. Dạ, điều là cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì lời nhận xét ạ. Dạ. Rồi bây giờ đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ. Mới bay từ Bắc vào. Ồ. Rồi chào gì? Em. À, con chào chú Quyền Linh ạ. Con chào cô Cát Tường, chào tất cả vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Thì con xin được nói một chút về anh con ạ. Thì anh con là một người rất là hiền lành, thật thà, sống rất là tình cảm và có trách nhiệm. Chương trình sắp xếp cho hai người ngồi đây rồi, thì con nghĩ là hai người cũng có một cái duyên. Thì con nghĩ là không có lý do gì mà hai người bỏ lỡ cái cơ hội này để tìm hiểu nhau nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn con. Rồi, bây giờ mình kéo màn nha, để cho hai bạn gặp mặt, xem trái tim nó có biến thành màu đỏ hay không. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Anh chào em. Em rất đẹp. Anh rất thích nụ cười của em. Anh có khen được. À, anh cũng muốn quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn. Mong em là thích nó. Dạ em cảm ơn. Em có điều gì muốn hỏi anh? Anh thấy phụ nữ mà đi làm nhiều quá, ít dành thời gian cho gia đình thì anh nghĩ sao ạ? Bây giờ phụ nữ rất là hiện đại. Dạ. Cái thời gian nó bận rộn quá nhiều nhưng mà họ vẫn có thể thời gian dành cho gia đình. Nên anh nghĩ là em cũng là một người hiện đại thì em sẽ tốt cái vấn đề đó. Dạ, dạ. Kế hoạch hẹn hò sắp tới sẽ là như thế nào? Em nghĩ là một tuần mình gặp 1-2 lần là hợp lý nhất. Lâu lâu khoảng 1 tháng hoặc là ngày lễ cái cuối tuần ấy, mình tổ chức đi chơi xa, Cần Giờ hoặc là Vũng Tàu, Phan Thiết này đó, rồi có thể là tới Đà Lạt chẳng hạn. Dạ, Đà Lạt em cũng thích ạ. À, anh mong là có dịp cùng em tới Đà Lạt. Dạ, dạ. Rồi. Anh có keo kiệt không? Em à, anh không keo kiệt không? Em không keo kiệt đâu chị ạ. Nãy tao mời đi chơi tùm lum hết trơn mà keo kiệt gì? Mời đi chơi thôi chứ chưa nói ai trả tiền mà. Ai đàn ông để phụ nữ trả tiền đúng không em trai? Vấn đề này thường phần lớn là do con trai tự trả tiền. Nhưng mà những cái khoản mà lớn quá ấy, nghĩ là con gái nên phụ một phần thì là nó sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như cái gì là lớn quá? Như là mình tổ chức đi xa thì mình ở nhà nghỉ khá lâu. Thì nên hai người phụ nhau chút. Như cụ thể luôn đi. Bởi vì mình không tính, không thích cái tính keo kiệt. Ví dụ dần hai người muốn hai phòng là giá 1 triệu đi. Dạ. Thì sao? Hùng sao? Có lẽ em 70 hoặc 80 gì đó. Cô ấy có thì cô hùn mà không thì em cả được. Okay. Này được, duyệt. Có keo kiệt không em? Dạ. Vậy là có keo kiệt không? Dạ, cũng chưa biết anh. Đó, anh này chứng minh cho em thấy đó. Vậy là nói đại cho bụng em đang nghĩ gì em nói đại đi coi. Em nói chuyện nói đi, sao đâu. Vậy có keo kiệt lắm không? Chắc không, không. Tại mới gặp anh, cũng chưa thể cảm nhận hết được. Bây giờ mình tỏ tình đi em. Mình phải tỏ tình sao cho nó lãng mạn, mình thể hiện cái cảm xúc. Bây giờ mình mới gặp cô gái này mình thấy như thế nào? Anh không biết là em suy nghĩ như thế nào, nhưng mà anh chưa chắc là anh là người tuyệt vời, nhưng anh chắc chắn mình là người khá là tốt. Về trách nhiệm, tôn trọng gia đình, công việc là anh có thể đáp ứng được hết. Rất hay. Đấy, em phải cảm nhận những cái gì mà nãy giờ em suy nghĩ về anh ấy. Ha, cảm nhận rất là thật. Và hiện giờ cái cảm xúc em ra sao? Em thì cảm nhận anh ấy cũng hiền lành, thật thà, cũng dễ chịu. Nhưng mà một phần thì em cũng hơi ngại là quê cũng không được gần nhau lắm ấy. Cuộc sống bây giờ thì em thấy rằng cái đường đi nó cũng dễ lắm. Máy bay có thì tất cả nhiều, rất nhiều phương tiện để đi. Vấn đề chúng ta có đủ yêu thương, đủ rung động hay không thôi. Thôi, các bạn sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là giờ phút rất là quan trọng. Như hết rồi. Anh ấy rất là chân tình, rất thích em ngay từ lúc cái nhìn đầu tiên. Và anh thấy rằng cái kế hoạch của anh ấy rất là trọn vẹn, rõ ràng. Quan trọng là trái tim em có rung động hay không thôi. Bấm nút là trao nhau một cái duyên nha.
Bấm nút không phải làm bạn. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời em. À, em gái em suy nghĩ điều gì vậy? Dạ, có thể là trái tim em chưa thực sự rung động anh. Cái này thì anh nên đồng ý. Nên để anh ấy nhường cho một bạn khác. Có cái này anh đồng ý, nhưng mà nếu mà nói xa quê thì anh không đồng ý. Không phải. Dạ. À, bạn trai thiếu một chút xíu nữa thôi. Bạn trai rất là đầy đủ mọi thứ, nhưng có lẽ cái cách mình diễn đạt á, nó chưa có nó được nó quá. Đúng rồi, tại vì phụ nữ mà, người ta thấy như hồi nãy chị chờ đợi em, chị nghĩ cái này là cái suy nghĩ riêng của chị thôi. Đã nha. À, có thể bạn gái đầu tiên là ưng bụng em đó, nhưng mà khi em nói cái đoạn mà chia tiền đó, là cái chỗ đó em nói nó hơi bị nó không làm bạn gái cảm thấy rồi quá. Đúng rồi, tại vì cái chuyện đi du lịch chung mà ngủ khách sạn mà chia tiền thì chị thấy thật sự, nếu chị phụ nữ chị nghe tới đó chị cũng nhột nữa. Anh cũng bảo vệ bạn trai không, cái này nè. Ví dụ như em nói mai mốt mình có những kế hoạch chung làm ăn hay là mua nhà mua cửa để tiến tới hôn nhân, hay xe cộ con cái gì cái đó mình mọi ai cũng có lương mình xe. Cái tâm bạn, cái kế hoạch của bạn rất tốt, rất đúng. Nhưng mà cái câu đó ở ngày đầu tiên gặp gỡ mà nói thì phụ nữ người ta hay bị nhạy cảm. Nhưng mà nó cũng rạch ròi cái hơi đầu bị nó... Bởi vì hai người cũng cần đi làm, chưa có một cái cơ ngơi cho nó hoành tráng lắm. Thành là lúc đi thì... Phải, thì chưa đủ tiền để chơi gần thôi. Chứ đi chơi mà còn ngủ khách sạn chia tiền là chia làm sao. Cũng phải bạn gái phải hỗ trợ chút xíu. Không, cái này hơn bình thường đó mà. Không có gì đâu. Trời ơi, yêu nhau. Nói bạn rạch ròi thế thôi, chứ tôi tin chắc rằng thì đó, khi đi ra lên đó do cái cách nói bạn thôi, không để bạn gái hùng 200 mình 800 đâu. Thì bởi vậy còn hỏi ông còn nói rạch ròi chia 73 nữa chứ. Trời ơi, thôi không sao, nhưng mà đó là vẫn là quyết định và tôn trọng cái quyết định của hai bạn. Và vẫn hy vọng rằng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình đang còn đâu đó, hoặc là những người đang tham gia chương trình, đang theo dõi chương trình, bạn muốn hẹn hò sẽ bấm chọn hai bạn, hai bạn và liên hệ với hai bạn. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc. Dạ vâng, dạ, em cảm ơn anh chị. Chị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình, và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Em xin lỗi nha, em không sao, kiểu không. Em dễ xúc động quá. Không sao. Ý là tại vì gia đình nhà em á, thì có em là con một thôi. Đứng không lên. Phải bắt tay làm ăn. Chị đừng có thị phạm nữa. Cái đó là anh phải biết thôi. Trời ơi. Cố lên Mùi ơi, cố lên. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ, lời đầu tiên cho con gửi lời chúc sức khỏe tới các bác, các cô, các anh chị, các chú ở đây và các bạn. Lời chúc sức khỏe và lời chào ạ. Con là Trần Văn Mùi ạ. Quê con thì ở Nam Định. Con hiện tại sống cùng gia đình ở Đắk Nông ạ. Ở gia đình có làm mô hình nhỏ về trồng trọt với chăn nuôi ạ. Mình vẫn đang ở Đắk Nông hả? Dạ, gia đình ạ. Dạ. Rồi, đó, lý lịch trích ngang của nhà trai vậy đó. Bây giờ chúng ta nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong phim trường và đang xem truyền hình. Em tên là Ngọc Quý, em đến từ thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước ạ. Vậy là sát bên rồi. Dạ. Rồi, năm nay cô gái của mình bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi ạ. Em hiện tại là giao dịch viên ngân hàng ạ. Hồi trước thì em có một thời gian là học tập ở Sài Gòn, cũng có làm ở Sài Gòn một năm. Sau đó thì em về quê làm việc và công tác tới giờ của anh cũng đã gần 5 năm rồi. Tức là bây giờ mình sống ở Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Bên đây là nông trại ha. Dạ. Trồng được bao nhiêu cà phê, cao su nè? Con trồng tiêu với cà phê ạ. Hai cái chữ đi chung không? Không có hên đâu. Dạ. Trồng được nhiều không Mùi? Dạ tính là cỡ khoảng 4 hectare. 4 hectare nha Lan nha. Làm nông gì chắc khỏe dữ lắm hả? Trời ơi, làm nông tao khỏe re. Cuồn cuộn không? Cuồn. Thôi, đừng nhắc tới từ đó cưng. Ủa, xin lỗi. Không đây. Bây giờ mình tới với ưu điểm và khuyết điểm luôn đi nhà trai. Về vấn đề các môn thể dục thể thao thì cũng có chút khỏe đúng không? Dạ. Khi tốt nghiệp lớp 12 trung học xong rồi dạ. Mùi làm gì? Trước con học ở dưới Sài Gòn. Xong học con, gì? Con về điện tử ạ. Học điện tử, công nghiệp điện tử ạ.
Đại học công nghiệp hả? Dạ. Xong tốt nghiệp xong rồi không làm sao về quê? Con có làm, ý là con ra công ty làm được một thời gian, nhưng mà ý là do sức khỏe của bố mẹ con á. Vậy là hiện tại là không phải chăm sóc sức khỏe của bố mẹ nên là ha? Con chuyển. Dạ, dạ, dạ. Khuyết điểm nào không? Ý là nói chuyện với nhiều khi gặp bạn gái kiểu run, gặp bạn gái kiểu run. Ngồi đây mà còn run đừng có chi gặp bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng? Nếu mà nói ưu điểm thì em thấy em là người rất là tận tình á, có tâm, rồi rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Cái đó nó cũng chính là cái khuyết điểm của em luôn. Đó là tại vì em tỉ mỉ quá nên thành ra là tính của em nó sẽ hơi chậm so với người khác. Đôi lúc á, mình suy nghĩ cho người khác nhiều quá thì nhiều khi bản thân mình hay tủi thân. Nói chung nhà gái bên đây á, dịu dàng mà nội tâm lắm. À, còn bên nhà trai thì hơi nhút nhát chút. Ông này nhút nhát hả? Để tôi qua tôi khui thử coi. Nhút nhát lắm. À, qua mình đẹp, coi đẹp trai. Ra sao. Dạ em chào chị ạ. Hello chàng trai. Em chị ạ. Chào em. Trời ơi chắc khỏe quá hả? Trời ơi tướng chắc rụi luôn à. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình ạ. Các mối tình đó nó có đậm sâu không em? À, có mối tình nói chung là gần nhất thì hơi đậm sâu một chút. Ý là chúng em quen nhau tình cờ, nói chung là cũng nói chung về bên Bình Phước. Xong em gặp cô. Bình Phước hả? Dạ dạ. Bên kia Bình Phước đó. Về đi đám rồi gặp cô ở đám. Xong rồi hai đứa nằm quen với nhau. Yêu nhau mấy năm? Dạ 2 năm ạ. Gia đình cô thì muốn cô học tiếp rồi đi gọi là đi du học ở bên nước ngoài. Được chưa? Nhà trai tôi được chưa? Ok. Chịu. Coi nhà gái coi sao mà qua soi mói nhà trai tôi dữ vậy. Ôi trời đất ơi, dễ đó. Thương. Chào cô gái ngân hàng. Dạ, em chào anh. Có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng trải qua là chắc cũng 4-5 mối tình rồi. Sao ít vậy ta? Thì cũng có những mối quan hệ thì em cũng quen một vài tháng thôi. Còn cũng có những mối quan hệ thì có thể quen được 1 năm. 1 năm, lý do gì mình chia tay vậy? Em hơi xúc động. Xúc động hả? Chắc là cũng có một cái trắc trở gì trong tình yêu đúng không? Em xin lỗi. Em hơi xúc động. Không sao, từ từ. Cái gì cũng vậy, cũng phải có trải qua rồi thì mình mới cứng cáp được. Cái người đứng bên cạnh em á cũng có nhiều tổn thương lắm đó. Chị Lan là một trong những thần tượng của em á. Thấy chưa? Là cái người mà em đã theo dõi từ rất là lâu rồi. Từ hồi mà em mới học lớp 8, lớp 9 thôi chứ không phải là bây giờ nữa. Nói chung là những chuyện thực tế thì như thế nào thì em không biết, nhưng mà những cái bài báo mà về chị Lan thì em đều có theo dõi hết. Thực tế nó còn kinh khủng hơn bài báo nữa đó em. Dạ mình bớt nói à. Thế thì bây giờ chị Lan hỏi cái này nè, có gọi được tên của nó hay không để cho chị Lan biết. Chị Lan qua bên kia chị Lan hỏi là cái người đó có những cái mà của cái người cũ có hay không để né ra. Chị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình, và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Hợp lý. Vậy thì bây giờ với cái người sắp tới mà em sẽ đồng hành thì em mong muốn người đó sẽ như thế nào? 2 cái điểm mà em không thích nhất đó là, một là sự gia trưởng độc đoán, 2 đó là sự kỳ bo keo kiệt. Thì nói trước là về ngoại hình trước đi. Ngoại hình đi. Tại vì chiều cao em cũng hơi tầm trung á, ý là cũng cao cao. Có cao. Em mong muốn cao nhiêu cưng? 1m7 trở lên. Có lo gì chứ, xin lỗi á, 1m7 mấy luôn. Không, gần thôi ạ, gần. Tôi 7 mấy đó. Mắt không thấy, tai không nghe, đều có chuyện gì hết. Phải tự tin lên chứ. Dạ. Đừng mong trắng nha, nhà làm nông không trắng được. Đen mới mạnh mẽ. Trắng đen thì không quan trọng đâu, quan trọng là phải là sạch sẽ, tươm tất, chỉnh chu một tí chứ đừng có xòe xòa quá. Đến với chương trình mặc một bộ đồ rất là dễ thương, lịch sự. Lịch sự. Còn về tính cách thì em thích người có tính điềm đạm, chững chạc, có trách nhiệm mà cái người đó, tại vì bản thân em cũng là một người rất là nhạy cảm, nên là em mong là bạn nam cũng là người tâm lý một xíu. Tôi nói thiệt nha, tôi là con gái tôi lấy ông này liền. Mà em hiền khô. Còn tôi là đàn ông tôi lấy bà này liền. Ủa vậy đó hả? À, lúc mà em có đăng ký trong chương trình á, em có nói một cái vấn đề như thế này. Em xin lỗi nha, em không sao, kiểu không. Em dễ xúc động quá. Không sao. Ý là tại vì gia đình nhà em á, thì có em là con một thôi. Ba mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, cũng có bệnh trong người nữa. Mà em chỉ mong muốn là cái người em quen á, có thể là ở trong cùng tỉnh Bình Phước, hoặc là nếu xa lắm thì có thể là ở Bình Dương. Để thứ nhất là qua lại
thì nó cũng tiện hơn. Còn nếu mà ví dụ như mà sau này có thể tiến xa hơn á thì có thể là dễ bề chăm sóc được gia đình hai bên. Chứ gia đình nhà em thì thực sự là rất là neo người, có tết nội tết ngoại. Em nghe bên đây nói nè nha, em nhà em đông người đúng không? Dạ, dạ. Ở rể được không? Nói chung là hai người cứ tìm hiểu. Nếu mà nói chung là ở rể thì em không có nghĩa là em có thể mua đất hoặc làm ở đấy, chứ ý là kêu ở gần bố mẹ thôi. À. Chứ còn mà kêu ở rể thì bên kia có hai gọi là hai ông bà thôi. Dạ, dạ. Không có ai nữa trong gia đình con một mà. Dạ, dạ. Từ Đắk Nông qua Bình Phước gần, dạ cũng gần không bao xa. Dạ. Có mấy chục cây à? Tầm 2 tiếng, nói chung xe đi lại thuận tiện hết ạ. Bây giờ thôi để chúc hai đứa gặp nhau đi. Đúng rồi. Rồi bàn cái chuyện này. Cái này nha. Còn thương thuyết với nhau dài đúng dài. Rồi. À, bây giờ mình gặp người thân đi. Đúng rồi. Hỏi cô gái trước đi, em đi với ai vậy? À, em đi với mẹ em với lại một người bạn của em ạ. Kính thưa chú Quyền Linh. Dạ. Cô Ngọc chào Lan cô. Cái đó bây giờ cái duyên của nó thì bây giờ tùy nó thôi, chứ còn tôi nó quyết định thôi, chứ còn tôi thì không có quyết định được. Cái sống được sống qua nó chứ đâu không phải được sống qua đây. Dạ. Chàng trai này thấy được không cô? Thấy được thì được, nhưng mà xa quá. Chứ là tại vì có một đứa con gái à, ổng cũng yếu rồi. Dạ. Cho nên xa quá bây giờ cũng không biết làm sao mà tùy con thôi. Có bà con ở Bình Phước nên là cũng dễ qua lại lắm cô. Rồi bây giờ mình bỏ qua cái chuyện xa với gần đi cô, mà cô thấy ngoại hình được không cô? Dạ, dạ. Chào anh Nguyên Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. À, em là chị của Quý. Thì em thấy thì em trai thì cũng được, hiền lành. Nhưng mà cũng hơi xa đó. Tại nhà Quý thì nó neo đơn lắm. Thật ra này nè chị, khi mà yêu nhau rồi á thì không có gì là xa cả. Em thấy em trai thì cũng hiền, nhưng mà thôi để hai em tự quyết định, chung hai em tự có cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn nhà gái. Mình đi với ai cưng? Dạ, em đi với em trai. Em ruột á mùi? Dạ vâng. Trời, nhà còn quá trời, còn em ruột nữa mà. Em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Em chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Rồi, sao thấy chị dâu sao? Em sẽ có ý kiến của mình là cái bạn nữ hôm nay rất là xinh. Bên em thì cũng có nhà ở bên Bình Phước. Anh chị mà nên cho nhau là thời gian để tìm hiểu. Thật thì anh chị có thể tiến xa, đi xa nhiều hơn mà có thể tiến đến cuộc hôn nhân của mình. Mình có nhà ở Bình Phước luôn hả? Nhà ông bà ở Bình Phước. Ồ vậy đó hả? Dạ. Đó, bởi vì hồi nãy con mới nói là rất là tiện luôn. Bây giờ thí dụ như anh trai qua Bình Phước ở thì em có thể ở nhà chăm sóc ông ba mẹ được không? Dạ được, thì em cũng về cũng được. Trời ơi, thì có đứa em vậy thôi chứ muốn gì nữa trời. Trời, thấy chưa? Thôi bây giờ mở rào đi nha. Mở rào đi. Dạ em chào anh. Dạ em có một cái phần quà của Bình Phước. Bình Phước thì thật sự là cũng không có những gì hết, thì chỉ có một ít đặc sản là hạt điều thôi. Thì em có một phần quà là gửi tặng anh, với lại là có hai phần là gửi cho chị Ngọc Lan với lại anh Quyền Linh. Trời ơi, có tôi nữa hả? Ngon vậy ta. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Đó. Nhìn cô gái coi thấy sao mùi lần đầu tiên gặp mặt đó. Con chào người chú ạ. Hả? Cô ấy xinh đẹp ạ. Dạ. Xinh đẹp đúng không? Dạ. Đúng với chi tưởng tượng của mình không? Còn hơn thế ạ. Được rồi đó. Rồi Quý thấy mùi sao nè? Em thấy ảnh thì cũng ngoại hình cũng ổn. Có điều ảnh hơi được trẻ một xíu. Như anh thì nói chung hiện tại là đã xác định là ở nhà thì nói chung là làm công việc, nói chung là cái công việc bông không cố định giờ ra. Ý là chỉ cần có lý do là đi thôi, ý là không bị ràng buộc, có nghĩa là mình có thể mình tự làm được. Ví dụ trong chuyện tình cảm á, thì anh nghĩ là một mối quan hệ như thế nào là anh cảm thấy là nó hợp lý và nó có thể tiến xa được á? Cơ bản là hai người hiểu nhau, thấu hiểu cho nhau được, anh chỉ cần thế thôi, anh chỉ cần thế. Thì theo bản thân em á, thì em nghĩ là ngoài hiểu nhau còn phải có cảm thông và động viên nhau để phát triển nữa. Tại vì có những mối quan hệ á, nó chỉ làm cho bản thân mỗi người trong đó đi xuống thôi. Cho nên là em cần một cái mối quan hệ, và em nghĩ là không phải riêng em đâu, mà đó là điều mà ai cũng mong muốn á. Đó là cái lý do để cho mình phát triển tốt hơn á. Dạ, bây giờ bước tới, đây là cô gái người ta rất là mong muốn được cái sự chở che, được cái sự bù đắp. Bước lên, đứng lên nè. Thôi ở dưới có người bước lên đó. Dạ. Rồi, sân khấu của em. Nắm tay cô gái. Mạnh dạn lên. Hỡi đi mùi. Quý mùi đó.
đứng không lên. Phải bắt tay làm ăn. Chị đừng thị phạm đó. cái đó là anh phải biết thôi. Trời ơi, cố lên Mùi ơi, cố lên. Ủa vậy thôi, không có nắm tay chứ gì. Ủa không được một giây luôn đó. Mà mối sắp xếp luôn đi. Face to face, hand in hand. Rồi cảm nhận đi hai bạn. Anh thì cũng không dám hứa. Nói chung là hôm nay có cái duyên, nói chung mình đã gặp được nhau. Thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội. Anh không dám hứa trước, nhưng mà nếu mà hai đứa mà có được về thì anh chỉ khẳng định với em là anh không làm em khổ. Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi, vì tôi là chàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này, trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Suy nghĩ cho kỹ, đây không phải là chuyện bấm nút rồi cười rồi vui. Bấm là phải có trách nhiệm với quyết định của mình đưa ra. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Em có thể nói một chút lý do Quý? Thật sự anh cũng hơi rụt rè, với lại anh cũng chưa cho em cái cảm giác được là người này có thể bảo vệ và che chở mình được. Qua đó chúng ta thấy rằng những người đàn ông trước mặt người phụ nữ, nếu như mình yêu họ thì mình phải làm sao để họ thấy họ tin tưởng vào cái sự bảo vệ của mình. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, rất tiếc điều đó. Chương trình sẽ có một số phần quà dành tặng cho hai em. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau, nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Rồi, mời hai em. Vậy là một mối tình không thể kết nối được quý vị. Hai trái tim không đồng dạng với nhau, không hiểu nhau. Thôi, bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai để xem kết quả nó như thế nào chứ. Cái kết quả đầu tiên nó hơi buồn quá. Đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời. Em Mai Phương Thúy là nói thiệt hay nói chơi? Dạ đúng rồi, em là em Mai Phương Thúy. Tại Mai Phương Thúy sinh năm 88. Em thu tụi Mai Phương Thúy cho nên là em là em của Mai Phương Thúy. Trời đất ơi. Nhật ký Covid hả? Dạ đúng rồi, em viết về những cái quá trình trải qua. Tại vì em sống ở một cái khu mà ở đó là nơi tâm điện bùng phát ra. Và trong những lần mà những gì đã xảy ra và em đã mô tả nó, và những nhờ những cảm xúc có thật của mình mà em đã đẹp dạy. Chắc là dạy cảm xúc quá. Về nhà trai. Mời nhà trai. Dạ được. Hay quá. Trời, lạ vậy. Trời, cái màn chào sân như vậy là chết nhà gái tôi rồi. Chào em trai. Dạ. Đi xe lên hẹn hò đi ha. Mời nhà gái. Chào cô gái. Chào em gái. Dạ em chào anh. Em đi bằng gì tới đây vậy? Dạ em đi bằng máy bay tới đây ạ. Máy bay tới đây ạ. Máy bay hả? Trời, bên mình đi bằng xe, bên kia máy bay nữa. Rồi chào em trai. Dạ. Ủa xe này em đi từ đâu tới vậy? Dạ em đi cũng nhà em cũng ở gần đây, từ ở quận Phú Nhuận. Từ Phú Nhuận. Chạy cái xe đó từ Phú Nhuận lên tới đây hả? Dạ không, à cái xe này là nó gấp lại được. Thì em cho lên xe buýt. Và từ xe buýt thì qua cầu Tân Thuận có một cái bến xe buýt đối diện cổng vào khu chế xuất mình. Trời ơi. Cũng hợp lý, cũng gần ạ. Bây giờ xăng lên đi như vậy là hợp lý. Dạ. Mà không có công việc gì gấp mới đi xe này nha. Dạ đúng. Gấp đi xe này là cũng mệt lắm á. Sở thích của em là scooter. Và những cái môn thể thao để nó khỏe cho con người, và nó đi lại được mà cũng giao tiếp được mọi người, đồng thời cũng du lịch được. Thôi trả sân khấu lại cho nhà trai. Mời nhà trai giới thiệu với mình nào. Em tên là Trần Quang Minh, em làm IT ở Hồ Chí Minh cũng được 10 năm rồi. Trước đây thì nhà em ở Hà Nội nhưng mà bây giờ đã dọn chuyển vào Hồ Chí Minh. Là nhà đó nhà của mình luôn. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là tốt rồi, an cư lập nghiệp. Dạ. Chúc mừng em trai. Mời nhà gái. Nhà gái ạ. Dạ con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và chào anh hàng xóm kế bên.
Em là em của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Em của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Em là Hoa Thủy Tiên. Dạ, đây là nickname của em. Tên thật của em là Vũ Thị Thủy Tiên. Hay quá. Em Mai Phương Thúy là nói thiệt hay nói chơi? Dạ đúng rồi, em là em Mai Phương Thúy. Tại Mai Phương Thúy sinh năm 88. Em thu tụi Mai Phương Thúy cho nên là em của Mai Phương Thúy. Trời đất ơi. Nghe tưởng em Mai Phương Thúy thiệt. Ta chơi chữ. Hiện tại em đang ở độ tuổi tiên. Tuổi tiên tức là tuổi người ta đang bấm còi tiên tiên để chạy á. Nói 8, chuyện... 9 nó tiền tiền rồi đó. Dạ em vẫn còn tin lắm anh. Còn tin lắm mà. Dạ. Nói chuyện với cô này là phải vận dụng đầu óc. Vận dụng rồi tiếp để tự tốn thôi. Hiện tại tình trạng của em là độc thân nhầm lẫn. Là sao? Tức là em xinh xắn dễ thương, em nói chuyện có duyên, mọi người tưởng em có bồ rồi và không ai tán em. Bởi vậy em ế. Đó là lý do chính đáng. Em làm việc gì đó em? Em của Mai Phương Thúy. Mai Phương, em của Mai Phương Thúy. Em là một người yêu thích con số. Mọi người có thể đoán được em làm nghề gì không ạ? Kế toán. À đúng rồi, cho chị 100 điểm. Dạ. Anh thật sự ấn tượng về em đó Thủy Tiên. Dạ. Ừ. Rồi em nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em là một sự tự tin thái quá. Điều đó chị cũng thấy luôn. Rất tự tin. Biết mình biết 300 trận trăm thắng đó. Dạ, một cái giải thưởng nho nhỏ của cuộc thi viết Covid năm ngoái. Em có đạt nhật ký Covid. Nhật ký Covid hả? Dạ đúng rồi, em viết về những cái quá trình trải qua. Tại vì em sống ở một cái khu mà ở đó là nơi tâm điểm bùng phát ra. Và trong những lần mà những gì đã xảy ra và em đã mô tả nó. Và những nhờ những cảm xúc có thật của mình mà em đã đạt giải. Chắc là giải cảm xúc quá. Hay quá. Rồi, em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là không hút thuốc, không nhậu nhạt, không gái gú. Chăm chỉ làm việc. Ngoài ra thì em còn thích là thể thao, chơi được nhiều môn. Và môn nào cũng khá, tại vì em đã thích thì em sẽ bỏ thời gian tập luyện nhiều hơn. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là thật thà, nhiều khi nói những cái mà mình góp ý nhiều lúc chưa đúng thời điểm thì mình góp ý luôn, thì hoặc là nhiều khi không làm chủ được bản thân. Mình trải qua mấy mối tình rồi? 2 mối tình ạ. Dài nhất thì 1 năm ạ. Ở hồi đại học thì em có thích một bạn nhưng do công việc chưa ổn định cho nên nó cũng chỉ gọi là những việc đơn phương. Đơn phương thôi. Cái mối tình mà 1 năm đó sao mình chia tay? Do nhà bạn gái thứ nhất là ở xa, hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Đó là đường tình của đường tình duyên của nhà trai đó, nhà gái. Cũng hơi lận đận ha. Ừ. Rồi nhà gái của mình đường tình duyên như thế nào? Dạ, hiện tại thì em chưa có mối tình đầu vắt vai. Em chưa có mối tình đầu vắt vai. Yêu đơn phương thì chắc có. Từ năm 20 tuổi đến giờ. Tới bây giờ luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ vẫn còn đơn phương. Dạ đúng rồi. Em vẫn còn cảm tình với người ta. Nói chung là cảm xúc thì không thể diễn tả. Thì khoảng thời gian từ 20 tuổi cho đến hiện tại thì cũng mười mấy năm rồi. Trời ơi, một cô gái quá chung tình. Mình yêu đơn phương mà sao trầm buồn quá vậy? Mình mong muốn có người yêu mình như thế nào nè? Chưa có nỗi buồn về tình yêu mà trầm buồn quá. Ước mơ của em là quen một bạn trai trên 1m7. Bởi vì mẹ em cao 1m53, quen bố em 1m73. Cho nên em muốn con gái hơn mẹ là nhà hạnh phúc. Cho nên em hy vọng là đàn trai có thể cao trên 1m7. Rồi để qua coi. Chào nhà trai. À, nhớ rồi, hồi nãy cô đi lượn vòng rồi, nhà trai cao cao lắm. Có gì em không thích ở đàn ông không? Một người đàn ông mà nói không có giữ lời nè. Với lại là đừng có khó tính, toan khở quá. Bên kia đưa ra tiêu chí vậy em thấy sao? Đáp ứng được không? À đây, 80%. 80% hả? Tự tin được rồi. Bây giờ mình muốn một người phụ nữ của mình như thế nào nè? Hình thức thì dễ nhìn này, càng tốt, chăm lo cho gia đình, đỡ được người đàn ông trong những công việc. Rồi thông cảm, hiểu được những cái hoàn cảnh hoặc những cái khó khăn của những người khác mà không cần nhất thiết là người ta nói ra, mình có thể quan sát, mình có thể thấu hiểu được. Khó người tinh ý đúng không? Dạ. Cũng khó, không nói ra mà ta biết được khó lắm á. Đôi khi cũng phải nói ra ta mới biết được. Mình hỏi người thân đi, em đi với ai bé? Dạ bữa nay em đi với ba và các anh chị đồng nghiệp. Rồi xin chào. Dạ. Chú chào, 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 chào nhà, chú nhà gái. Xin chào hai MC,
Dạ tôi thấy bạn nam này thì rất tốt, nhưng mà tôi đề nghị là phải nhấn kèn để tí nữa mình gặp nhau thời gian nữa chứ. Dạ mình nhấn kèn ra để mình gặp nhau. Đầu tiên đầu tiên nhấn kèn á. Dạ. Dạ bắt đầu từ từ là mình sẽ gặp nhau. Cảm ơn chú. Rồi chàng trai đi với ai? Em đi cùng với mẹ của em. À, dạ ôi như... trời ơi, xui gia gặp có nhau. Bà có mẹ ha. Xin chào em Si Quyền Linh và Ngọc Lan. Cô cũng nói với mình đã đến đây là cũng giống như một cái sân chơi ấy, và đấy là một cái cơ hội để mình gặp gỡ các bạn gái. Thêm bạn thì mình cũng tốt, còn nếu mà đến được hôn nhân thì do hai con quyết định, bởi vì hai con sống cho hai con chứ không phải là bố mẹ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, vậy là cô ủng hộ hai bạn bấm nút đó. Rồi bây giờ chúng ta mở rào thôi. Mở rào. À chào em. Dạ em chào anh. Đến đây anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. À, đây là quyển sách viết về du lịch, thì anh cũng mong muốn là em có thời gian để đi du lịch và cân bằng cuộc sống, có những trải nghiệm mới, vui vẻ hơn. Dạ, đó cũng là sở thích của em á. Dạ, không biết là anh có thích đi phượt bằng xe máy không ạ? Có, thì anh có xe đạp, anh cũng thích đi. Vậy còn leo núi thì sao anh ha? Chính xác luôn, anh cũng thích. Ồ, vậy là cùng sở thích với em rồi. Bình thường mỗi lần leo núi em có bạn leo, em leo một mình buồn lắm. Thì hiện tại ở trong thành phố cũng tiện nhiều, có nhiều nơi leo núi anh cũng biết. Nếu như thế thì anh có thể dẫn đi được. Dạ. Đây là bức tranh của em. Em đã vẽ cách đây 1 năm trước. Lúc mà người ta dạy vẽ, em quyết định là em sẽ vẽ em ngồi trên chiếc xe. Nhưng mà nếu là sự đi đâu cũng đi một mình thì buồn quá. Em quyết định vẽ thêm một chàng trai đứng kế bên cạnh cô gái đó. Và chàng trai đó, đó chính là anh ấy. Nhìn giống không nè? Nhìn rất là cao và cũng dáng có vẻ giống anh. Chị thấy là phía sau là có cái tấm thiệp thì phải. À, dạ đúng. Dạ đúng rồi, đó là một điều bất ngờ mà em dành tặng anh mà bị chị Ngọc Lan phát hiện ra rồi. Kỳ mắt đó. Để em đọc cho nha. Trong đây là tâm thư của em. Em viết một bài thơ riêng tặng anh, nhưng mà đông người quá người ta biết kỳ quá à. Cho nên thôi em lấy của người khác. Trích trong vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta, của tác giả Hiên. Nhà nên có hai người, một người pha trà, một người ngâm thơ, một người mộng mơ, một người thực tế, một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ, một người không bao giờ từ bỏ, và người kia cũng không bao giờ buông tay. Dẫu thời gian đổi thay, thật may vì nhà luôn có hai người. Hay là anh ấn nút để chúng ta cùng về nhà chung được không? Nào, bài thơ của em rất hay. Cảm ơn. Xin chào em, thì em nói em đi bằng máy bay, thế là em sống ở đâu? Dạ, em sống ở trên hành tinh này. Máy bay do ba em chở em và là phi công viên ba chỉ chở một mình em thôi. Giờ em cũng muốn đổi tài xế khác để ba chở mẹ, chứ chở em hoài cũng kỳ quá. Không biết anh có đồng ý chở em tiếp không ạ? Anh cũng đồng ý. Thì mà không biết scooter có đi đến được kịp trong hôm nay không? Dạ chắc kịp đó, nhà em cũng gần mà. Em thích có một người nào đó cùng em làm một trò điên rồ gì đó, ví dụ như là có thể đạp xe vòng quanh đất nước Việt Nam. Anh rất hâm mộ những bạn gái thích tập thể thao. Đấy. Thì có thời gian anh sẽ dẫn em đi, anh cũng có xe đạp ở nhà mà. Em cũng đang cần tìm bạn nhảy của mình á, nhưng em chưa tìm em được. Em trai có thích nhảy không? Dạ, có, em cũng rất là thích nghe nhạc và cũng có thể nhảy. Bây giờ hai bạn có thể nhảy chung một điệu nào đó, xem có hòa hợp về nghệ thuật không? Em không có biết nhảy, anh có thể dạy em được không? Em học nhanh lắm. Được, nào. Dạ. Điều gì cũng được hết. Em phải, lùi trước nè. Chấp phải, lùi trước. À. Dạ. Rồi. Rồi,
Thế ví dụ mà người chồng mà sau này em cưới có những lúc mà khó khăn hoặc là những lúc mà mệt mỏi có thể là không làm em hài lòng thì em sẽ xử lý như nào? Nói chung con người mà sẽ có lúc buồn, lúc vui, lúc này, lúc kia. Mình không phải là một người hoàn hảo, cho nên nhà em sẽ cố gắng vì người mình yêu mà thích nghi với tất cả mọi thứ để làm cho cuộc sống nó hoàn thiện. Thì hai bên sẽ cùng cố gắng thích nghi và cố gắng để thay đổi hoàn hảo. Thời gian tìm hiểu và đến khi hôn nhân thì theo em thì khoảng thời gian nào thì nó sẽ hợp? Dạ khoảng 1 năm. Đấy thì nó cũng phù hợp. Em thì thích đông vui, nếu có thể được từ 2 cho đến 4 người. 2 đến 4 đứa đó được không? Ưu tiên chất lượng, không nhất thiết phải đặt số lượng ngay. Đấy. Dạ. Rồi bây giờ hai bạn ví dụ như cưới nhau về rồi ở đâu nè, ở bên nhà nào nè? Em thì làm dâu cũng được, ở riêng cũng được. Nói chung là người yêu mình ở đâu thì đó là nhà, anh ở đâu thì em đi theo đó. Rồi quan điểm về kinh tế, ai giữ tiền? Không biết quan điểm này của anh như thế nào ha? Người con trai vẫn là phải là trụ cột của gia đình thì người con trai sẽ chi tiêu trong cuộc sống. Và người con gái sẽ có đóng góp theo tùy theo khả năng có thể là... Đó, vấn đề ai giữ mới quan trọng. Ừ, ai giữ tiền. Thực tế là bạn nữ rồi. Tại vì thứ nhất là con gái sẽ có nhiều việc để chi tiêu hơn. Và thứ hai là bạn lại là kế toán con số như vậy thì mình quá là chính xác. Bây giờ tất cả chúng ta đã trải lòng hết rồi. Những cái gì mình nói được hết rồi. Bây giờ em bước lên đây. Dạ. Đây kia đây. Rồi, chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây, nãy giờ mình nhìn nhau, mình nói chuyện với nhau. Cảm xúc của các bạn bây giờ đối với nhau như thế nào? Từ trước chương trình thì anh cũng mong muốn được tìm cơ hội được tìm hiểu em thêm. Và có được thì có thể cũng tiến xa hơn. Dạ. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Dạ. Trời, về ghế ngồi, làm thủ tục thôi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Bấm kèn hay không bấm kèn? Để tay vào nút bấm đi các bạn. Hai bạn sẽ suy nghĩ lại về những cái khoảnh khắc vừa rồi, về những cái trao đổi của chúng ta dành cho nhau, để xem là chúng ta có phù hợp với nhau hay không. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau thật chặt, đan tay vào nhau, đừng rời xa nhau. Đó. Bây giờ trước ba với mẹ luôn, mình nói hứa gì với người lớn đi. Xin chào ba của bạn gái. Kính chúc gia đình mình sức khỏe và có nhiều gặp nhiều may mắn. Và tiếp theo là cho con được tìm hiểu bạn trong thời gian sắp tới. Con hứa sẽ làm cho bạn vui vẻ trong cái thời gian mà quen con. Con cảm ơn cô vì đã sinh ra một người con trai mà đúng mẫu hình tượng con đang cần tìm. Con hy vọng là con sẽ đúng là mẫu con gái của cô đang cần tìm. Dạ, con xin cảm ơn. Rồi, một nụ hôn đầu tiên. Dạ. Hôn vào má chứ không phải vào tóc. Vén tóc lên nhẹ nhàng nào. Ok, đây là những món quà dành cho các bạn. Giữ lấy bức tranh của bạn gái vẽ, những vẽ hình bạn trai đẹp thiệt. Rồi, các bạn xuống đi, tôi đưa xe xuống phụ cho. Đó. Chị cầm quà xuống cho em cho. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với cặp đôi thứ hai.